Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế mà ở nơi đó dù bạn đã có người yêu hay chưa thì các bạn cũng hãy nên xem chương trình này. Bởi vì chúng tôi nói rằng nếu như các bạn chưa xem chương trình này thì các bạn vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Xin chào các cô gái ạ. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như là những phản biện đến từ hai chàng trai bên đây, Ngọc Trai và B-Max. Dạ, này khỏe không em? Dạ, anh khỏe không? Anh cũng khỏe. Dạ, chào. Và ở mỗi tập thì chúng ta vẫn sẽ có một vị khách mời luân phiên thay đổi, và đó chính là những anh chàng soái ca được rất nhiều những cô gái yêu mến. Và ngày hôm nay, đó là một anh chàng diễn viên vô cùng duyên dáng và dễ thương. Chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Phát La. Em nó tên La mà bước ra mình không có chịu hưởng ứng gì hết trơn á, trời á. Dạ anh La. Hình như cái tên lúc nào nó cũng phải ra với một sự ồn ào đúng không? Phát La xin được chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Phát La được mời đến chương trình, và hôm nay hy vọng là Phát La sẽ giải mã được một số tình yêu cho chương trình. Giải mã tình yêu cho chương trình luôn hả? Wow, chưa có khách mời nào mà dám nói vậy hết trơn á. Em mới ra em dấp té lại thấy quế quế rồi đó. Thôi thì bây giờ mình về chỗ mình ngồi đi để coi ngày hôm nay mình giải mã được cái gì ha. Dạ, ok. Rồi, mời Phát La. Miếng nước làm miếng bánh này. Xin mời. Này đúng không anh? Đúng rồi, ngồi xuống. Anh làm em áp lực quá, từ chương trình áp lực quá. Ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà Quang Bảo tin rằng sẽ tiếp tục gây tranh cãi rất là dữ dội giữa các bạn nữ cùng với các bạn nam. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn nữ ngày hôm nay những câu chuyện đều sẽ liên quan tới cái sự riêng tư, một cái điều có thể nói rằng là tối quan trọng đối với một người đàn ông. Chủ đề của chúng ta đó chính là những mối quan hệ riêng tư mà bạn muốn bạn trai mình tránh xa. Trước khi đến chủ đề này, hỏi riêng các bạn trai, các bạn khi quen bạn gái, các bạn có luôn luôn là để cho bạn gái mình biết hết những mối quan hệ riêng tư từ trước tới bây giờ của mình hay không? Hay là mình vẫn phải giữ lại một số mối quan hệ nào đấy không cho biết? B-Max, trả lời. Thì bạn gái mình muốn biết thì mình sẽ cho họ biết. Bao nhiêu phần trăm? Thì họ muốn biết bao nhiêu phần trăm thì mình cho biết bao nhiêu phần trăm. Thiệt không? Thiệt. Thiệt mà mắt mở trên cháo vậy. Thiệt. Rồi, anh trai thì sao? Thì anh chắc chắn là anh phải công khai luôn. Nói liền, tại vì thà mình nói đi chứ đừng để người ta phát giác. Đừng có để phụ nữ phát giác cái gì hết trời á, lúc đó là cái chuyện nó nhỏ xíu à, thành ra nghiêm trọng, không nên. Cứ nói các bạn đi. Trai thì hầu hết là ai cũng muốn nói cho người yêu của mình biết rằng là những mối quan hệ đó hiện tại là như thế nào. Nhưng mình liệu rằng các cô gái của chúng ta có chấp nhận cho những mối quan hệ tiếp tục hay không thì lại là vấn đề khác. Từ từ ngày không. Chắc chắn là không. Ok. Chắc chắn là không. Thì anh hỏi em phải trả lời chứ. Thôi bây giờ đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nè. Bạn thân của mẹ bạn trai có con gái xinh lắm. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha. Cái này nó hơi rối nè. Ý là bạn thân của mẹ bạn trai mình, tức là cô bạn của mẹ bạn trai mình có một người con gái rất xinh. Rồi sao nữa? Hết rồi đó, chưa biết câu chuyện như thế nào. Đây chỉ là gợi ý thôi. Là câu chuyện này là của ai? Những chủ đề rất là câu chuyện đó là của em. Vô, hôm nay anh đã mua đi cà phê sẵn luôn rồi. Mời em. Dạ thưa anh Bảo, thưa các anh cùng tất cả các chị. Em ơi đừng có đúng quy trình như vậy. Em hãy nói liền đi. Câu chuyện này là như thế nào? Vô. Vào ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Em qua nhà bạn trai chơi. Cho ba ly cà phê chương trình ơi. Nhanh lắm. Anh phát tin em nhanh lắm. Em qua nhà bạn trai em chơi thì trong lúc là bạn trai đang mở phim cho coi. Thế rồi mẹ bạn trai em á là gọt trái cây xong rồi cái bưng ra cho hai đứa ăn. Xong mà lúc đó hồi nhỏ quen nhưng mà đâu có dám nói cho ba mẹ hai bên biết đâu. Tại vì sợ ba mẹ la, ba mẹ không cho. Nên là cứ nghĩ là chắc là nhỏ này bạn thân, hai đứa chơi thân. Xong rồi đôi bạn cùng tiến rồi về nhà chơi vậy thôi. Xong rồi cái mẹ bưng trái cây vô, cái mẹ nói là ê, mẹ nói vậy nè,
cái cô Hắc á là bạn thân của mẹ con cũng biết rồi đúng không? Thì con gái của cổ là hè này á là về Việt Nam chơi, tại vì con gái đi du học. Xong rồi á mà mẹ thấy con bé nó xinh, mà nó học giỏi, mà nó dễ thương, mà nó lễ phép lắm, trời ơi xinh xắn gì đâu luôn, mẹ thích lắm. Nó nghe nè, cỡ là 1-2 ngày nữa là bác dắt con gái qua chơi, thì con nhớ chơi thân với bạn nha, con nhớ đối xử tốt với bạn lên nha. Là mẹ bạn trai em nói trước mặt em luôn. Nói trước luôn. Mà thấy con gái khác xinh hơn em luôn. Xinh hơn thì em không biết, tại chưa đâu có coi hình được đâu. Nhưng mà em nghĩ chắc không xinh mặt đâu. Xong rồi cái xong rồi hả, cái nói vậy đó, em với bạn trai em kiểu bị xịt keo 3 giây, kiểu bị đơ luôn, không biết nói làm sao luôn. Cái xong rồi cái bạn trai em mới xua tan bầu không khí, là bạn trai nói thôi chị có gì mình nói sai mẹ, tụi con đang có phim tụi mẹ nói vậy kỳ quá. Cái xong rồi mẹ bạn trai em mới đi vô, thì lúc đó em mới nói là nó nghe nè, bố bạn nó qua nhớ nó xử với bạn nó tốt như chưa, mẹ dặn rồi đó, phải thở thân thiết với bạn nó nghe chưa biết chưa. Cái xong rồi bạn em cười, bạn em giỡn, mẹ nói là không có gì đâu, thôi đừng có giận, tại vì một chút nữa để anh vô anh nói chuyện với mẹ là mẹ biết à, tại vì từ bữa giờ ai mượn tụi mình giấu chi, tụi mình không nói làm gì để cho mẹ không biết, cho nên mẹ mới vô ý vậy thôi, chứ nếu mà mẹ mà biết em là bạn anh á là mẹ không có vô tình như vậy đâu. Thì lúc đó em cũng cười cũng giỡn thôi, em không có nói gì hết. Thì cái mối quan hệ đó là chốt nha anh ơi, chốt rồi. Cái mối quan hệ đó là trong cuộc đời em cảm thấy cái mối quan hệ đó là em cảm thấy lo lắng nhất. Em cảm thấy lo lắng nhất là cái mối quan hệ đó. Tại vì thứ nhất là được phụ huynh bạn trai ủng hộ nhiệt tình. Thứ hai là bạn đó xinh xắn và học giỏi. Thứ ba là em cảm thấy mối quan hệ đó nó nguy hiểm và nó có thể em cảm thấy lo sợ nhất là mối quan hệ. Một cái mối quan hệ nó có quá nhiều cái điểm thuận lợi. Có cái chất xúc tác. Ok, hiểu. Để em dịch cho nha. Rồi. Cuối cùng hai đứa có gặp nhau không? Không, thì cuối cùng qua bình thường thôi, nhưng mà bạn em nói với mẹ bạn như vậy rồi nên là mẹ bạn hiểu rồi. Nhưng mà là người ta có đi chơi không? Tao có đi chơi gì đâu. Sao em biết không đi chơi? Ừ ha, sao em biết? Ủa? Đúng rồi ha, những lúc em ở nhà thì sao em biết được ta? Thôi nhưng mà em nghĩ là nếu mà qua thì cũng có là mẹ của bạn gái kia thì chắc là cũng ngồi xung quanh bàn xung quanh nói chuyện giao lưu bình thường thôi, chứ em nghĩ đâu có đi chơi riêng. Tốt nhất là em cứ ngây thơ như vậy đi. Tốt đời hơn em. Đúng. Cứ ngây thơ như vậy đi. Thôi em nghĩ không đâu, em nghĩ không đâu thiệt á. Ai trong cái trường hợp này là tự nhiên bị phụ huynh của người yêu mình nhắc tới một người con gái khác trước mặt mình, thì nếu như các bạn nữ đi trường hợp này, các bạn nữ cảm thấy như thế nào? Đùng, em sẽ làm đùng lên. À, trước mặt của phụ huynh luôn hay là lúc mà phụ huynh quay đi bước đi rồi? Đương nhiên là mình phải lịch sự, mình lễ phép với lại phụ huynh đó chứ, thì sao mình sẽ làm âm với lại người bạn trai đó chứ mình. Là bạn trai em sau đó là sẽ bị đùng. Có những cái chết không được báo trước ha. Có những cái chết rất vô tình. Rồi, cảm ơn Trâm. Câu chuyện của em là câu chuyện luôn luôn thú vị và không có gì để bàn hết. Cảm ơn em. Ủa anh bảo chưa không khai thác được cái chỗ nào luôn. Không, em kể một câu chuyện mà tự động em kết luôn rồi còn ai khai thác được gì của em. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.